Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Cờ Tướng Online sẽ gửi tới các bạn 4 ván cờ rất hay và đỉnh cao trong chung kết lượt về của giải cờ tướng World Cup hiện tại năm 2022 giữa Hàng Châu và Hà Nam. Xin cảm ơn các bạn cùng đón xem. Trong ván cờ đầu tiên, người bên đỏ đi tiên là danh thủ số 1 của kỳ đàn Trung Quốc, chiến thần vương thứ nhất của đội cờ Hàng Châu, và người cầm bên đen là danh thủ chữ cơm thành của đội cờ Hà Nam. Xin cảm ơn các bạn cùng đón xem. Chứ 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 chứ
chứ. 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 Tiếng truy. 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 Chứ.
吃. Tiếp theo sau phần cờ cho tượng quan bắt tốt đến từ biên tiên, thì trong bối cảnh cờ như trên, bên đen đã buông cờ xin thua. Như vậy là ngoại tình lấy khách vương nhất đã giúp Hàng Châu ghi 2 điểm đầu tiên, mang về lợi thế 2-0 dành cho đội cờ Hàng Châu. Sau đây xin kính mời các bạn cùng đón xem màn thi triển cờ chấp đỉnh cao của danh thủ Hướng Dương đến từ đội tuyển của tướng Hà Nam khi anh đại chiến cầm bên đen đối với danh thủ Triệu Điền Vũ của Hàng Châu, ván cờ mà bên đỏ bắt buộc phải chấp qua bên đen.吃 吃 吃 吃 吃 将军 将军 吃 Tiếp theo sau phần cờ cho bình tướng quân đội 4, đe dọa phần cờ đánh cục bằng C4-1 thì biên tiên đã phải buông cờ xin thua. Như vậy là với kết quả trên, hai đội cờ đã có tỷ số hòa 2 đều. Sau đây xin kính mời các bạn cùng đón xem ván cờ thứ 3 khi mà bên đỏ đi tiên là danh thủ Hà Văn Chiết của Hà Nam và người cầm bên đen là danh thủ Lục Quý Tha của Hàng Châu. Ván cờ chấp sinh tử, bên đỏ bắt buộc phải chấp qua bên đen, nếu hòa đỏ thua. Xin kính mời các bạn cùng đón xem.
吃 吃 吃 吃 吃吃 吃 将军 吃 将军 吃 将军 吃 吃 吃 吃
吃 吃 将军。 Và tiếp theo sau phần cờ cho mạng 1 trên 2 đến từ bên em của Lục Việt Thao thì trong hình cờ như trên, bên tiên đã buông cờ xin thua. Như vậy là danh thủ Lục Việt Thao đã giúp Hàng Châu vươn lên dẫn trước với tỷ số 4-2. Sau đây xin kính mời các bạn đón xem ván cờ thứ tư. Đây là ván cờ mà danh thủ Võ Tuấn Cương của Hà Nam sẽ cầm bên đỏ đi tiên đại chiến cùng danh thủ Từ Sùng Phong của Hàng Châu. Chỉ cần bên đen của Hàng Châu hội thủ thành công giành thắng lợi thì đội cờ Hàng Châu của danh thủ Vương Nhất sẽ đăng quang ở vị quán quân của Tất cả bên tái năm 2022. Xin kính mời các bạn cùng đón xem.吃 吃 吃 吃
吃 吃 吃 吃 Chương tiếp theo sau phần cờ cho cắm vào chiều đến từ bên đen thì bên tiên thì buông cờ xin thua. Các bạn thấy ngay đánh tiếp phải thoái xe về. Khi đó bên đen cho mã 1-3 thôi chém chết xe. Hình cờ ba bên đỏ thua về cờ tàn. Như vậy là danh thủ từ Dùng Phong của Hàng Châu đã xuất sắc vượt qua danh thủ Võ Tuấn Cường của đội tuyển cờ tướng Hà Nam mang về chiến thắng chung cuộc 6-2 trong chung kết lượt về của giải cờ tướng Giác Cấp Nhân Tái năm 2022. Chung kết lượt đi hai đội hòa 4 đều. Như vậy là với kết quả trên thì đội tuyển cờ tướng Hàng Châu của chiến thần Vương Thứ Nhất đã xuất sắc lên ngôi của giải cờ tướng Giác Cấp Nhân Tái năm 2022, một phần thưởng rất xứng đáng dành cho anh. Như vậy kênh Học Cờ Tướng Online vừa gửi tới các bạn 4 ván đấu trên. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.